Wow, xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó cười. Đang làm gì ăn gái? Đang làm sốt để ăn lẩu. Cái này gọi là sốt hả? Thấy con đang xào cà chua với lại hành mà. Xào với hành sốt. Ok, nước tỏi ở đây. Trước mắt là mình phải làm xào lên tỏi, hành, tây và cà. Xào lên nhé. Còn cái này là cái gì đây? Sả. Ồ. Cá. Với lại con cá kèo không? Còn gì là đáng ra được rồi, món gì thôi à. Rồi, bốc khói rồi. Thì đây là nước dừa. Rồi, ok, cho nước dừa vô. Để làm nước lẩu đây. Nước đây nước dừa là phải đun cái này lên. Bưng cho nhà Nguyên múc này, nhà Nguyên kêu đổ luôn. Rồi, có nước dừa vô. Để làm nước lèo ha. Rồi, bưng ra né ra. Để cho nước nó sôi ra nha. 10 phút. Rồi, ở đây nó chuẩn bị một số rau. Giá hành đó là đủ rồi, chưa nữa đâu, phải có một ít măng tươi chua. Đây, đây là rau muống, phải có một ít ha. Rồi, để rau muống thôi. Rồi, đây là nước mắm. Chuẩn bị thêm một miếng ớt, một miếng đường, một miếng tỏi cho nó thơm thôi. Cho một ít ớt vô cho nó cay cay ngon ngon. Nhìn nó đã sôi rồi thì phải. Bỏ ớt nghi ngút. Rồi, nước lội ra nè. Rồi, bỏ một ít măng chua vào. Chắc khoảng 10 phút. Wow, 1400, chắc cái nồi lẩu đã sôi rồi. Wow. Sôi nghi ngút, sôi sùng sục. Bước tiếp theo là sao? Ồ, thì ra bỏ cá vào đấy. Cái đầu cá. Hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Cá này hình như là cá lăng thì phải. Hôm nay nấu một cái lẩu măng chua cá lăng à, cá lăng. Cá. Cá sống. Cá lăng và cá kèo. Nào. Cá lăng mình có thể bỏ vô trước. Tại vì nó cần khoảng tới 10 tới 15 phút nó mới chín. Còn cá kèo này rất là nhanh, bỏ vô lấy ra ăn liền. Rồi. Cần phải có một ít rau thơm. Ồ, cho nó thơm đây. Quá đẹp luôn. Nồi này nồi nấu canh chua đúng không? Nồi này khoảng bao nhiêu người ăn? Hỏi thằng bếp hả? 4 người hả? Ngon vậy. Ngon vậy. Ồ, đếm nữa kìa. Sao? Sao mà nó ngon dữ vậy? Ôi dạ. Ủa, cái nồi lẩu này bao nhiêu tiền biết để em biết đặt tiền luôn nè. Lấy máy tính ra cộng trừ chia lại nha. Rồi đây. Còn cái này lẩu này chỉ cần bao nhiêu đây thôi. Chúng ta sáng đi chợ mua cá, mua rau. Cái chín rồi. Nè, lấy bún đi. Một trái dừa, đặc biệt là một trái dừa xong nó về. Cái nước dừa vô nấu. Chỉ cần nửa tiếng. Làm nước dùng. Là xong. Rồi bây giờ chúng ta có thể bắt đầu ha. Rồi bây giờ nhìn bên này đang chế biến cái tô lẩu hoành ai này. Bạn đây là vua ăn cá kèo. Ô, thêm một công đoạn. Cá kèo vào nồi.
trong khi anh ấy đang chờ cá kèo chín đó, thấy chưa, anh ấy đang chuẩn bị rau bún này nọ, cá kèo vẫn tiếp tục bỏ vô, anh ấy vẫn chờ, anh ấy chờ khi nào tất cả chín là anh ấy quất thôi. À, thêm rau xanh nữa, chúng ta có cần đậy nắp này không ta? Không, cần thôi. Chỉ cần tí là chín rồi không? Còn chị này hôm nay không thấy chén, chỉ có cây kéo thôi. Là sao? Hình như thì nói là không thích ăn bún, hình như chỉ thích ăn cơm thôi. Đúng không? Có thể nghe thấy tiếng lẩu xô xòn 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 xùm xùm xèn xèn. Ô, thử được rồi hả? Thử không bún. Anh Duy cũng vừa đang kiên nhẫn chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi. Sự kiên nhẫn nó đã hình thành trên nét mặt kìa. Sự kiên nhẫn. Ôi Sài Gòn, Sài Gòn dạo này rất là đáng thương các bạn ơi. Ôi Sài Gòn, khi nào Sài Gòn mát lạnh lại với Long Biên này đây? Hiện nay Sài Gòn đang rất hot, đang rất nóng. Đây, một con bia Sài Gòn mát lạnh. Thôi vô một miếng đi, cho nó mát trước khi ăn lẩu nóng này. Quá ngon. Đây, chén này của cô ấy. Cô ấy không có thích bún, nhưng mà hôm nay lại không có cơm. Cô ấy định ăn nước lẩu hoặc cá mà. Thôi, ok, mấy con cá thì được. Mấy con dạ. Thì thôi là đủ buổi trưa rồi đấy. Không, cái này có mắc tiền không nè? Tốn bao nhiêu tiền cho cái nồi lẩu này hoài? Cá kèo nửa ký như con 70 ngàn. Nửa ký cá kèo 70 ngàn. Còn cá lăng 140 ngàn. Và tất cả các bún rau này nọ nó phải nhiêu dừa? 10 ngàn, rau 230. 230 là 10 ngàn là 240. Cộng rau nữa 10 ngàn là 250. Măng này, măng với cà chua này cũng 270. Ok, 270 và cái tiền công nấu nướng ha, cho nó khoảng 300 đi ha, 4 người ăn. Ra ngoài cái nồi lẩu cũng vậy, nhưng mà ăn ở gia đình nó sẽ thoải mái hơn, nhiều hơn. Thôi bây giờ mình hãy thử thôi. Ồ, đây là cái cách lột cá kèo truyền thống đó. Cầm đũa đít cá kèo lên, lấy hai cái đũa gấp bên hông và vuốt 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 vuốt. Thôi nó còn có cái cọng xương mà. Ôi. Thôi, đây là cái tô của bếp đó. Bỏ cái xương ngoài đi, bỏ cái xương nè, trước khi gáy nè. À một hồi, Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Thôi, giờ mình cũng phải thử làm một tô của mình thôi. Trước mắt thì cho một miếng rau vô cái nồi lẩu nè. Rồi miếng hai mình lấy một miếng bún đi. Rồi miếng bún thôi. Ok, cắt một miếng giá sống thì nó cũng ngon. Rau thì chắc trụng tái cũng được ha, bởi vì rau xanh sạch. Mình lấy một miếng măng đi. Lấy thử một miếng măng xem, miếng măng này hơi lớn. Ok, này đi. Rau này trụng tái ăn cũng ngon nha. Để cái đầu đó cho bố ăn cho. Rau nè, à, thấy chưa?
Rồi. Cái này một gáo, hai gáo tùy thích. Còn lấy cái tay đó. Mình để cái mặt này. Hai gáo. Con cá. Đây. Đây này là ba gáo luôn. Ok. Đâu cái đầu cá đâu? Đây cái đầu cá đây. Con đó. Ừ. Cái đầu cá này nói chung là ăn thì ngon, nhưng mà con cá nó có cái khúc ruột cái mặt này thì nó hơi đắng. Ruột con nít thì ăn không được rồi, người lớn ăn thôi. Thấm miếng nước mắm bỏ vô. Trước mắt thử nước lèo coi nó như thế nào. Rồi hơi chua chua, ngọt ok. Thử một miếng cá xem. Hơi đắng đắng nhẫn nhẫn như cái mật ngon. Một miếng măng nè. Ăn cái măng coi. Măng giòn. Cũng không chua lắm. Ngọt. Giống đầu cá đó. Rất ngon. Ngọc làm một miếng rau sống nè. Nó muốn trụng chín tái tái vậy ăn cũng ngon hết. Rồi một miếng ớt nè. Cái quá ngon. Con tự nước thôi chứ. Gấp hai gấp là hết chén rồi. Mình tranh thủ làm một chén nữa. Chén này mình tôi Mình thử làm một chén nữa cho cá lăng đây. Không miếng nước nữa. Ồ, đây là cá lăng đó nha. Gấp thẳng vô trong chén luôn. Bự quá. Ờ, xé ra, xé ra. Để một miếng coi. Dạ không, đừng có lấy cái gì hết. Đừng có lấy nước thôi. Thơm. Đây cho thơm để cho nó ăn dừa lắm. Dừa vậy á. Con gái. Ồ gái ăn đầu không ha. Nhưng mà thích ăn cá kèo hơn đúng không? Ăn thử miếng thôi. Thấy sao? Ngon. Ủa hai đứa giờ ăn cái món này mấy lần rồi? Ăn ở đâu mà nhiều lần, mẹ có nấu đâu mà nhiều lần. Quán. Ồ gì hả? Cái này ngon hơn ngoài quán không? Ngon hơn. Ngon hơn luôn không? Vậy mốt cứ bắt mẹ nấu ở nhà được rồi, cần gì phải ra quán đúng không? Ok. Thôi thử miếng này coi. Ngon. Rồi, chơi thêm miếng rau coi. Thêm miếng rau bỏ vô. Rồi thôi thử làm con cá kèo coi. Cá kèo nguyên con nên nó sao đây thấy còn con. Thôi cũng được. Chấm với là nước mắm nè. Ồ, đó. Chưa. Mình thường cá kèo uống cái đầu trước. Đắng đắng mà nó ngon. Đó. Đó. Có cái bộ lỏng với đây nè, có đắng nè. Không, mẹ ăn nửa cá thôi. Hơi nhẫn nhẫn. Đắng đắng. Cái này ngon lắm luôn á, cá lăng á. Cá lăng ngon lắm luôn. Thử ăn lấy cho mình coi. Đây còn cái gan. Đang nấu luôn. Ngon thêm miếng nước. Béo. Béo không?